Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Bộ Công Thương năm 2018, Bộ sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các điểm bán hàng Việt Nam cố định, các điểm bán hàng lưu động, các phiên chợ hàng Việt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, vân vân. Các điểm này với nhận diện rõ ràng nhằm cung cấp cho công nhân, người lao động hàng hóa trong nước sản xuất có chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Theo số liệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện nay trên cả nước có khoảng 20 triệu công nhân lao động, trong đó 10,5 triệu người là công đoàn viên dưới sự quản lý của Tổng Liên đoàn. Đặc biệt, có hơn 5 triệu công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp tại trên 50 tỉnh, thành phố, sản xuất tới hơn 50% lượng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế nước ta mỗi năm. Với mong muốn nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của công nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Công đoàn Công thương Việt Nam và Vụ thị trường trong nước Bộ Công thương thời gian qua đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, đưa hàng Việt đến tay người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp thông qua các đơn vị xúc tiến thương mại hoặc các điểm bán hàng Việt theo chương trình cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cái chương trình tuyên truyền cũng như là phổ biến các cái biện pháp và để đưa các cái hàng hóa thiết yếu của Việt Nam vào các cái khu công nghiệp và khu chế xuất có thể nói là có cái tác dụng hết sức là thiết thực và hiệu quả. Cái thứ nhất, đây là chúng ta đã hỗ trợ và giúp cho những cái người lao động trong các cái khu công nghiệp và khu chế xuất có thể tiếp cận với những cái hàng hóa, trước hết là phải có cái đảm bảo chất lượng, có những cái ưu đãi, được chiết khấu, được giảm giá. Cái việc thứ hai thì cái chương trình này là cũng giúp cho các cái doanh nghiệp có thể tiêu thụ các cái hàng hóa của mình. Tại nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc, phong trào đưa thương hiệu Việt vào các chuyến hàng lưu động được triển khai rất mạnh với sự hưởng ứng và tham gia tích cực của nhiều doanh nghiệp. Hưởng ứng cái phong trào mà người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì công ty chúng tôi đã ký hợp đồng với Hội Liên hiệp Phụ nữ của các tỉnh hoặc là ký với cả Liên đoàn Lao động của các tỉnh thì chúng tôi cũng đưa vào các doanh nghiệp để bán hàng cho những công nhân hoặc là tham gia cái hưởng ứng tất cả những cái hỗ trợ đi bán hàng và đều vào các vùng và các nhà máy của Sở Công Thương Hà Nội hoặc là của Bộ Công Thương. Người công nhân người ta được rất nhiều. Thứ nhất là người ta được dùng các cái sản phẩm xuất khẩu mà lại bán hàng theo giá Việt Nam. Thứ hai là chúng tôi chiết khấu 18% cho người ta. Thứ ba là chúng tôi có những cái chương trình khuyến mại. Là một trong những doanh nghiệp đã đồng hành cùng Bộ Công Thương trong các hoạt động thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Quy Phúc cho biết, không chỉ Quy Phúc mà các nhà phân phối khác đều hy vọng thúc đẩy tốt việc kinh doanh tại thị trường nội địa. Đối tượng công nhân cũng là một đối tượng khách hàng mà mình cần nhắm tới, và đặc biệt là đối tượng công nhân mình cần xây dựng nhiều hơn các hoạt động, các chương trình để cho làm phong phú và tăng cái nhu cầu tiêu dùng ở cái đối tượng công nhân này. Chúng tôi luôn gắn với các hoạt động với công nhân để như là các phiên chợ với công nhân, phiên chợ hàng Việt về nông thôn nhằm là phục vụ tối đa cái nhu cầu mua sắm cũng như là các cái nhu cầu khác của người công nhân. Theo Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, mỗi năm đã có hàng trăm chuyến hàng lưu động đến các khu chế xuất, khu công nghiệp, hàng loạt các siêu thị công đoàn được mở ra để phục vụ nhu cầu người lao động tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, với đối tượng người tiêu dùng là công nhân, yêu cầu trước hết là về giá cả vì thu nhập của họ không cao, khả năng chi trả cho những hàng hóa thiết yếu chỉ ở mức độ cơ bản. Vì vậy, các doanh nghiệp nên đặt vấn đề cạnh tranh giá lên hàng đầu nhằm hỗ trợ tối đa cho người lao động. Để triển khai thành công việc đưa hàng Việt vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, vừa qua tại Quảng Ninh, Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các mô hình cung ứng hàng hóa thiết yếu Việt Nam tại khu chế xuất, khu công nghiệp và bàn về các giải pháp tiếp tục thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong nước. Tại đây, đã có nhiều biên bản ghi nhớ về cung cấp hàng Việt cho công nhân, người lao động với mức giá ưu đãi được ký kết. Nhiều thông tin về việc mở rộng các mô hình hợp tác xã phúc lợi, siêu thị công đoàn, thiết lập các mô hình điểm bán hàng Việt tại các khu chế xuất, khu công nghiệp nhằm góp phần cải thiện đời sống của người công nhân được đông đảo các doanh nghiệp quan tâm. Theo Bộ Công Thương, đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là đối tượng người lao động, công nhân trong việc ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, góp phần hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.